Hello, xin chào cả nhà. Em quá lại tiếp tục lên sóng ha. Nay em lên con màn hình DVD CD USB SD luôn ha. Ngoại hình đẹp, máy móc nguyên zin. Em mới học hỏi thêm được một điều. Kênh kia nói mà nèo, nếu như mà ghim điện vô mà có báo đèn đỏ là có pin, thì em cũng khẳng định là con này là có pin. Đó, nó có pin nè, báo đèn đỏ sạc nè. Cái anh bán đồ chảnh á, anh chỉ chứ lúc mình cũng không có nghiên cứu chỗ đó, không biết, tại vì thấy ở ngoài không có pin, nó chắc nằm ở dưới đó, nó hơi dày, con này nó hơi dày ha. Đây giờ mình test thử ha, test đây. Con này HCD DVD luôn rồi các USB luôn nha. Bấm cái nào ta, đây ha, nó tự hát luôn ha. Cái đĩa này nó hơi nhỏ, hay lo hơi nhỏ, lo nó nhỏ lên ha. Cái lo này nó hơi nhỏ ha quý khách. Con này có ngõ phone ha, có ngõ ra vào âm thanh luôn, in out luôn đó. Để hồi mình dịch mình thử cho quý khách xem ha. Bây giờ tới mình ghim USB ha. Ghim USB chỗ nào đổi ta, màn hình này nhỏ bự này, này tắt màn hình nè, bấm sao ta. Cái này đẻ ra rồi. Đây con nó nhận USB rồi, sao mình cũng chưa nghiên cứu kỹ nữa. USB ghim vô. Xin lỗi nha, giờ mình tắt bắt lại đi cho chắc ăn. Để họ về nghiên cứu tiếp rồi. Đây ha, lúc đầu nhận DVD USB luôn. Bấm nút xuống ha, nút xuống. Ok ha, hát thiết bị đầy đủ ha. Rồi quý khách, cô chú anh chị em nào mà có nhu cầu thì liên hệ qua Zalo, Facebook, YouTube hay cho tốt giùm em ha. Hoặc là Messenger qua số điện thoại 0939 396 480. Em này em bán luôn là luôn nguồn luôn là 350.000 nha quý khách cô chú anh chị em. Màn hình không bởi, không nứt, không chạy, không xước nha, ok hết. Có pin luôn. Đây là mình tắt rồi nguồn này ha. Vậy là nó có pin đó. Ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý khách vào lần sau nha.